Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Diệp Châu một mình chăm sóc năm con nhỏ, cách giáo dục ai cũng ngưỡng mộ. Diệp Châu được xem là bà mẹ đơn thân đặc biệt nhất của Vbiz, một mình chăm sóc nuôi dưỡng năm người con, nội diễn viên tất bận chuyện cơm áo gạo tiền. Thế nhưng cô không quên việc nuôi dưỡng, giáo dục tính cách cho các bé bên cạnh việc đầu tư vật chất, tiền của. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Diễm Châu khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện cảm động, ý nghĩa của cô và các con. Cụ thể, nàng Á hậu cùng ba nhóc tỳ đã tổ chức buổi phát quà cho các bạn học sinh vào ngày lễ bế giảng. Cô kể lại câu chuyện với con. Con trai nói, mẹ ơi, mẹ cho con tiền, con sẽ để ống heo để mua tập tặng các bạn. Thế là mẹ cũng bỏ ống heo cùng con và những hình ảnh này là thành quả của mấy mẹ con em góp chút sức nhỏ cho một niềm vui to lớn ở nơi mà mẹ sinh ra. Các con của đội diễn viên tất bật bê quà tặng cho bạn bè ngày bế giảng. Các bé trao tận tay món quà cho các bạn. Đây là hoạt động rất ý nghĩa. Diệm Châu có mặt đồng hành cùng con trong sự kiện ý nghĩa này. Diệm Châu rất hạnh phúc, tự hào về các con. Một mình nuôi dạy các con, Diệm Châu không chỉ lo cho các bé cuộc sống đầy đủ, mà còn tập trung phát triển nhận thức, mong các con giàu tình thương, tạo điều kiện cho các bé có những hoạt động ý nghĩa. Điều này giúp nội diễn viên luôn vui vẻ và hạnh phúc, dù gánh nặng cơm áo gạo tiền. Cặp song sinh lai tây nhà Á hậu Diệm Châu đẹp như thiên thần lara và jolie sở hữu mái tóc vàng xoăn nhẹ nước da trắng bóc và đôi mắt to tròn cực đáng yêu trong những hình ảnh và video diệm châu chia sẻ hai bé vô cùng lanh lợi và còn rất nhỏ tuổi nhưng lara và jolie tỏ ra rất thích thú và chú ý học tiếng anh cùng với gia sư khi ai nấy đều trầm trồ vì sự nhanh nhạy của cao song sinh và dành lời khen cho diệm châu khi nàng hậu đã coi trọng việc giáo dục hai con từ sớm. Mới đây, Diệm Châu đã có buổi trò chuyện cùng ngôi sao.net để tâm sự về cuộc sống làm mẹ, cũng như việc chăm sóc con của mình. Cô cho rằng việc chăm con không cực, nhưng phải chuẩn bị về mặt kinh tế, sắp xếp thời gian, vừa làm việc ở nhà và việc công ty, nên Diệm Châu phải tính kế hoạch chi tiết trong ngày ở nhà chuyển nấu cơm cô phụ trách hoàn toàn bà vú chỉ hỗ trợ đi chợ dọn dẹp vấn đề kinh tế diệm châu cho biết mỗi lần có con cô đều lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng cô cho hay không chấp nhận suy nghĩ trời sinh voi trời sinh cỏ tôi quan niệm làm chuyện gì mình cũng phải có trách nhiệm với nó mà đây còn là quyết định rất quan trọng về một sinh mệnh là cuộc sống của một con người nhờ kinh doanh diệm châu kiếm được nhiều tiền cứ vài tháng cô lại mua một miếng đất nhỏ từ nhiều miếng đất nhỏ, cô dòm mua thành miếng đất lớn. Hiện Diễm Châu lo toàn bộ chi phí ăn ở, học tập cho con. Riêng bé thỏ là cháu gái thì ba mẹ chịu tiền học phí. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.